Phono TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật thông tin về giá cà phê sáng nay, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn cùng gia đình ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh tăng giảm trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022 giảm 11 USD trên tấn, với mức giảm là 0,49%, xuống giao dịch ở mức là 2.215 USD trên tấn, quy đổi theo tỷ giá đồng USD, tương đương với mức giá là 50.200 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê tăng thêm 2 USD trên tấn, với mức tăng nhẹ là 0,09%, lên mức giao dịch là 2.165 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 49.100 đồng 1 kg. Ở các kỳ hạn giao tháng 5 và tháng 7 năm 2022 thì tăng nhẹ 10 đến 14 USD trên tấn. Các mức tăng giảm nhẹ và khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trung bình. Đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, đảo chiều giảm nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021 giảm đi 0,85 sen với mức giảm là 0,41%, xuống giao dịch ở mức là 205,05 sen trên pound. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 thì giảm đi 0,95 sen với mức giao dịch là 207,7 sen trên pound. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch vẫn duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch vừa qua, giá cà phê giảm vừa phải khi đã chịu áp lực từ hôm thứ Tư sau khi ngân hàng Rabobank dự đoán rằng vụ cà phê 2022-2023 của Brazil sẽ tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 63,5 triệu bao từ 56,7 triệu bao vào năm 2021-2022 do vụ mùa sẽ ở phần năng suất cao hơn trong chu kỳ 2 năm một lần. Trên sàn London, hiện tượng vắt giá vẫn xảy ra và được nới rộng để thể hiện mối lo nguồn cung cà phê đang thiếu hàng cục bộ. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá cà phê giảm 200 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua từ 41.000 tới 42.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức 41.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 40.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 41.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê sáng nay là 41.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Garai có mức giá là 41.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông, giá cà phê là 41.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 41.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đơ Lấp, sáng nay thu mua ở mức là 41.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê cũng được thu mua ở mức là 41.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai sáng nay ghi nhận mức giá là 41.800 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 42.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức giá là 42.200 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cụ thể về giá cà phê sáng nay ngày 11 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.